Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Oanh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Oanh sẽ giới thiệu tới các bạn dòng sản phẩm cao hồng sâm linh chi đến từ Hàn Quốc và tác dụng như thế nào đối với những người mà đang có thể trạng ốm yếu cũng như là sau khi ốm dậy. À, Thế các bạn, nếu như người nhà chúng ta hay là chính bản thân chúng ta đang gặp phải tình trạng là thường xuyên ốm yếu hay cơ thể của chúng ta lúc nào cũng mệt mỏi, gần như là thiếu sức sống thì hẳn chúng ta cảm thấy rất là khó chịu cũng như là nó ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của chúng ta đúng không ạ? À, và hiểu được điều này thì Kiều Anh cũng như là siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24h đã tìm kiếm cũng như là sẽ giới thiệu tới các bạn dòng sản phẩm cao hồng sâm linh chi đến từ Hàn Quốc một trong những dòng sản phẩm có tác dụng vô cùng tuyệt vời cũng như là có tác dụng vô cùng tốt đối với những người có thể trạng ốm yếu như kiểu anh vừa kể trên. Và đây là một trong những dòng sản phẩm được kết hợp từ hai loại nguyên liệu vô cùng quý hiếm, đó chính là hồng sâm 6 năm tuổi và linh chi tại Hàn Quốc. À, ờ, như chúng ta đều biết rằng hồng sâm là một trong những loại dược liệu vô cùng quý hiếm và có tác dụng vô cùng tốt đối với sức khỏe đúng không ạ? Và hồng sâm thì không chỉ được áp dụng trong việc là làm đẹp mà nó còn được xem như là một trong những phương thuốc vô cùng tuyệt vời để tăng cường sức khỏe cũng như là ngăn chặn nhiều căn bệnh nguy hiểm với chúng ta. Và đối với những người huyết áp cao, gặp tình trạng huyết áp không ổn định hay là những người tiểu đường, tim mạch hay là chúng ta gặp vấn đề về dạ dày thì sản phẩm hồng sâm đều có thể là điều trị được hết cho chúng ta và thậm chí là giúp cho chúng ta có một sức khỏe tốt hơn. Và bên cạnh đó thì linh chi, linh chi được xem như là một trong những loại dược liệu vô cùng tốt, vừa có tác dụng là tăng cường sức đề kháng, tăng cường sức khỏe cho chúng ta mà đồng thời đối với phụ nữ nó còn có tác dụng là làm đẹp da. Và chính từ cái nguyên liệu cũng như là chính từ những công dụng vô cùng tuyệt vời của hai dòng sản phẩm, hai dòng nguyên liệu này thì các nhà sản xuất tại Hàn Quốc đã cho ra đời dòng sản phẩm cao hồng sâm linh chi như bên cạnh kiểu anh đây. Dòng sản phẩm cao hồng sâm linh chi đến từ Hàn Quốc là một dòng trong những dòng sản phẩm vô cùng tuyệt vời để giúp cho chúng ta là tăng cường sức khỏe. À vậy tại sao nó lại có tác dụng đối với những người mà có thể trạng ốm yếu cũng như là mới ốm dậy thì kiểu anh xin được giải thích như sau. Như chúng ta đều biết rằng trong hồng sâm có chứa nhiều hợp chất vô cùng tuyệt vời, đặc biệt là ginsenoside. À hợp chất này thì có tác dụng là đẩy lùi các căn bệnh trong cơ thể của chúng ta, đồng thời là uh, những chất ginsenosid này nó còn giúp cho cơ thể của chúng ta được khỏe mạnh hơn uh, hay là linh chi trong linh chi có chứa nhiều vitamin hay là các hợp chất khác vô cùng tốt và chính vì những hợp chất này thì dòng sản phẩm cao hồng sâm linh chi được xem như là một trong những sản phẩm tuyệt vời để giúp cho chúng ta tăng cường sức khỏe nhanh chóng bên cạnh đó thì dòng sản phẩm cao hồng sâm linh chi như bên cạnh kiều oanh đây ở ngoài hai nguyên liệu chính mà kiều oanh vừa kể trên thì nó còn được kết hợp với nhiều nguyên liệu cũng như là nhiều loại thảo dược được chọn lọc khác à, chính vì vậy thì tác dụng của nó thì đã được rất nhiều khách hàng khi sử dụng công nhận và đối với những người mệt mỏi thì Kiều Anh khuyên rằng nên sử dụng sản phẩm này. Và cách dùng sản phẩm này thì cũng vô cùng là đơn giản. Mỗi ngày chúng ta sẽ sử dụng từ 1 cho đến là 2 lần và mỗi lần chúng ta sẽ pha từ 1 đến 2 thìa cao hồng sâm linh chi này với nước ấm và chúng ta uống trực tiếp và với cách sử dụng như vậy thì kiểu anh tin chắc rằng chỉ trong khoảng độ từ 2 cho đến là 3 ngày các bạn sử dụng thôi, chúng ta sẽ thấy là cơ thể của mình tỉnh táo hơn nhiều, cũng như là việc là chúng ta cảm thấy là sức khỏe của mình tốt hơn lên rất nhiều. Đặc biệt là đối với những khách hàng mà chúng ta thường căng thẳng mệt mỏi, cũng như là cơ thể của chúng ta gầy gò do chúng ta là ăn uống không hấp thu được thì dòng sản phẩm cao hồng sâm linh chi này cũng sẽ hỗ trợ là điều trị các các vấn đề này đấy cho bạn bởi vì là dòng sản phẩm này nó còn có tác dụng là kích thích hệ tiêu hóa của chúng ta được ăn ngon hơn đồng thời là hấp thu các chất dinh dưỡng tốt hơn và chính từ đó thì sẽ khiến cho sức khỏe của bạn được tốt hơn nhiều và như kiểu anh đã chia sẻ ở trong rất nhiều video trước, để mua được dòng sản phẩm tốt nhất và chất lượng nhất thì các bạn hãy liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí. Hoặc các bạn cũng có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm cao hồng sâm linh trì đến từ Hàn Quốc. Và hy vọng với những thông tin kiểu Anh đưa ra trong video ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.